Mến chào các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về liên kết câu. Quan hệ ý nghĩa là liên kết nội dung của hai câu văn được tạo thành bằng nghĩa của từ và thông qua những hình thức suy luận. Vì vậy, quan hệ ý nghĩa còn được gọi là liên kết logic hay là ngữ nghĩa. Có thể phân thành hai nhóm: quan hệ thuyết minh và quan hệ phát triển. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về quan hệ thuyết minh rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về quan hệ phát triển. Quan hệ phát triển gồm có kết quả, suy luận, khái quát, tương phản, tương đồng và song hành. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về kết quả. Kết quả là sự vật hiện tượng phát sinh từ một sự vật hiện tượng khác, hoặc ý kiến nhận định được tạo thành từ một ý kiến nhận định đã được nêu ở câu trước. Ví dụ, thừa kế là việc nội bộ gia đình giữa bà con thân thuộc với nhau. Vì vậy, chủ yếu là phân chia trên cơ sở tự nguyện, yêu thương, tôn trọng pháp luật. Chúng ta lưu ý, kết quả thường xuất hiện sau một nguyên nhân. Tiếp theo, chúng ta có suy luận. Suy luận là ý kiến, nhận xét rút ra từ một sự kiện hay vấn đề đã được nêu ra ở câu trước. Ví dụ, một dân tộc đánh giặc mấy nghìn năm mà tiếng hát vẫn êm dịu và uyển chuyển như vậy. Dân tộc ấy mãnh liệt và trầm tĩnh biết nhường nào. Chúng ta lưu ý, suy luận thường đến sau một bằng chứng hoặc dẫn chứng, là kết quả của một quá trình tư duy. Tiếp theo, chúng ta có khái quát. Khái quát là nhận định chung được rút ra từ một hay nhiều hiện tượng, sự vật đồng loạt. Ví dụ, vàng làm đồ trang sức, bạc được dùng để mạ đồ vật, đồng và nhôm làm chất dẫn điện rất tốt, kim loại thật có ích. Kim loại là chúng ta khái quát hóa đồng, vàng, bạc, chỉ vân vân. Chúng ta lưu ý, ý khái quát có phạm vi rộng hơn ý suy luận. Tiếp theo, chúng ta có tương phản. Tương phản là sự khác biệt, có khi đối lập của hai câu văn. Ví dụ, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xa. Dại, khôn, vắng vẻ, lao sao, đối nhau. Một ví dụ khác, khi bước lên bục thi, cô gái nào cũng xinh đẹp như nhau. Nhưng kiến thức của mỗi người, đức hạnh của mỗi người thì hoàn toàn khác nhau. Chứ nhưng là đối lập. Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Đàn bà đối với đàn ông, nông nổi đối với sâu sắc, giếng khơi đối với cơi đựng trầu. Chúng ta lưu ý, ta dùng quan hệ tương phản để so sánh hai vấn đề, hai sự việc với mục đích làm rõ một trong hai vấn đề, hai sự việc ấy. Chúng ta có tương đồng. Tương đồng là sự giống nhau trong ý nghĩa của hai câu văn. Ví dụ, chỉ vì vài đồng bạc xu mà anh Dậu bị đánh chết đi sống lại nhiều lần. Cũng chỉ vì mấy đồng bạc xu mà chị Dậu phải bán con, bán chó cho nhà Nghị Quế với giá rẻ mạt. Chúng ta lưu ý, quan hệ tương đồng được nhận biết qua phó từ cũng. Tiếp theo là song hành.
Song hành là hai câu có cùng quan hệ ý nghĩa với một câu thứ ba, được hiểu ngầm hoặc được viết ra, thì chúng có quan hệ song hành với nhau. Ví dụ, việc nhỏ bạn hãy lo ít, việc lớn bạn hãy lo nhiều, đừng bao giờ vô lo. Hai câu song hành với nhau. Một ví dụ khác, điều bạn đang biết thì quá ít như một giọt nước. Điều bạn không biết thì quá nhiều như đại dương bao la. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về quan hệ phát triển gồm có kết quả, suy luận, khái quát, tương đồng, tương phản và song hành. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, tôi sẽ đặt hai câu có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Phần các bạn hãy xác định xem tôi đã dùng quan hệ ý nghĩa gì. Câu số 1. Từ tiếng Việt đơn âm mà đa thanh. Vì vậy, nghe vừa người Việt nói, người ngoại quốc có cảm tưởng như đang nghe chúng ta hát. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa, kết quả. Cái từ khóa là vì vậy. Tiếp theo, người đời thường nói, chết là hết chuyện. Thế nhưng, chết có hết thật không? Vì tục ngữ có câu, trâu chết để ra, người ta chết để tiếng. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa, tương phản. Có chữ thế nhưng. Tiếp theo, chúng ta có một câu khác. Suy nghĩ mãi về hoa, một ngày kia ta sẽ làm cho hoa nở. Suy nghĩ mãi về Chúa, một ngày kia ta sẽ gặp được Ngài. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa song hành. Hai câu song hành với nhau. Tiếp theo, ta có còn một câu ca dao. Mồ hôi mà đổ xuống đồng, lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa, kết quả. Mồ hôi đổ xuống thì kết quả là lúa mọc lên. Một câu tiếp theo. Tục ngữ có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nhưng cái đẹp thực sự lại nằm trong tâm hồn con người. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa tương phản. Có chữ nhưng. Tiếp theo. Trong tất cả các tiểu thuyết Đông Tây, có hai quyển mà tôi mê nhất là Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc. Về cái môn tiểu thuyết, thì thằng Tàu là nhất. Nam Cao đã viết như vậy. Vậy thì hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa khái quát. Tiếp theo, thi đua là yêu nước phải thi đua. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa suy luận. Chúng ta có một câu khác. Việc nhỏ bạn hãy chu toàn, việc lớn ắt sẽ thành công. Thành công bạn hãy khiêm tốn, thất bại bạn chớ nản lòng. Bốn câu này đều sử dụng quan hệ ý nghĩa song hành. Tiếp theo, sinh vật nhỏ bé như con kiến mà kiên trì làm việc cũng thu tích được một gia tài lớn. Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Cũng vậy, con người kiên tâm bền chí ắt sẽ thành công. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa tương đồng. Cái từ khóa là cũng vậy. Và câu cuối cùng. Muốn đặt chân lên đỉnh núi cao, bạn phải bắt đầu từ chân núi. Muốn làm một việc lớn, bạn hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.
Hai câu này sử dụng quan hệ ý nghĩa song hành. Các bạn thân mến, bài hôm nay vẫn còn khó phải không các bạn? Khó là bởi vì chúng ta phải suy luận mới tìm ra quan hệ ý nghĩa của hai câu văn. Thế nhưng, khi mà chúng ta tìm ra rồi, thì sẽ rất vui. Trước khi kết thúc, để giúp các bạn bớt căng thẳng, tôi xin kể một câu chuyện vui. Buổi tối, bà vợ sư tử Hà Đông vừa nấu nướng xong, liền ra lệnh cho thằng con trai gọi điện cho bố về ăn cơm. Sau một lúc hì hục gọi cho bố, thằng con chạy ra méc mẹ. Mẹ ơi, con gọi 3 lần mà lần nào cũng có một cô gái trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng về đến nhà, liền nhảy ra đấm đá ông chồng túi bụi. Ông chồng bị đánh bất ngờ, nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy, chạy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ hầm hầm nét mặt, bảo thằng con: mày nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời trong điện thoại của bố mày như thế nào? Dạ, cô ấy bảo: số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về liên kết đoạn văn. Mến chào tạm biệt các bạn.